xin về bà. Gây ấn tượng với vai Hương trong bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, nữ diễn viên Lê Phương là cái tên được truyền thông săn đón trong suốt thời gian vừa qua. Ngồi đi, mấy cái này anh không có ham đâu. Em đó, từ nay đừng cho hai đứa con mình mặc đồ khính đồ cũ của người ta nữa. Trong phim, nữ diễn viên đã thể hiện tròn vai một người vợ chịu khó, giản dị, hết lòng vì chồng con, nhưng lại bị chồng bội bạc và rũ bỏ khi có tiền trong tay. Và chính sự dập tâm đó đã mang tới những ấn tượng sâu sắc đối với khán giả của bộ phim. Nếu như mà cô đồng ý thì mọi chuyện đâu có trở nên phức tạp đến như vậy. Đối với tôi bây giờ, cô không phải là phụ nữ. Nhìn cô y chang như vậy, nhìn khúc gỗ vậy. Tôi không còn một chút cảm giác gì nữa cô nữa rồi. Đồng thời qua đây, một góc tối của xã hội thực tại cũng được khắc họa, đem đến những bài học và sự chiêm nghiệm cho người xem. Với sự thành công đó, Lê Phương đã ghi tên mình vào danh sách đề cử của Mai Vàng 2018 tại hạng mục nữ diễn viên điện ảnh, phim truyền hình được yêu thích nhất. Sao chuyện gì cũng là lỗi của chị vậy? Nếu yêu thích diễn viên Lê Phương tại Gạo Nếp Gạo Tẻ, khán giả hãy nhắn tin bình chọn theo cú pháp Mai Vàng khoảng trống 52, khoảng trống số người dự đoán, gửi 8599. Chị phải làm sao cho mẹ bớt ghét chị đây? Lễ trao giải Mai Vàng sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 1 năm 2019 tại Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9.